Chào tất cả các bạn. Nếu bạn nào mà chưa giỏi tiếng Anh loay hoay tìm cách học tiếng anh làm sao để cho mình giỏi được mà không có cách nào làm được chuyện đó các bạn nào đang trong quá trình chinh phục tiếng anh mà cảm thấy khó khăn đó các bạn thì đây là cái video dành cho các bạn tôi khuyên các bạn là phải xem từ đầu đến cuối đừng có bỏ ngang giữa chừng nếu các bạn cảm thấy không thích thì các bạn cũng có thể biết thêm một cái phương pháp học nó giúp ích cho các bạn còn các bạn nào thật sự là đang loay hoay cảm thấy khó khăn tốn rất nhiều thời gian công sức học tiếng anh như nhưng mà vẫn chưa giỏi thì video này các bạn phải xem từ đầu cho đến cuối nha các bạn. Để bắt đầu đó thì tôi lấy một cái ví dụ và chúng ta cùng nhau thực tập cái ví dụ này. Từ đó tôi phân tích ra cái phương pháp cho các bạn xem. Và các bạn thấy cái câu mà tôi lấy làm ví dụ là thế này. People là con người đúng không? Of là mình biết luôn đúng không? Of là của cái gì đó. All là tất cả. Ages là tuổi tác. Nguyên cái cụm này nó ghép lại đó là people of all ages là tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi có nghĩa là đang nói đến già trẻ bé lớn gì thì nó cũng nằm trong cái cụm này các bạn nha nhưng mà nếu nói đây là những cái từ đơn lẻ đó thì mình nói rất dễ đúng không cái từ này là people nhớ cái âm cuối là âm ồ nha các bạn âm ồ lưỡi ở vị trí của chữ l ồ ồ people. Tôi có nói chữ people này trong một cái clip nói về cái âm L đứng cuối đó. Bạn nào mà chưa biết thì phải xem lại cái uh, video tôi nói về âm L đứng cuối nha. People, people. Đừng đọc là people nha, mà là people, people. Ở đây of, of là âm ờ và âm vờ cuối. Ờ, uh, of, of, Ở đây chữ people, nối nó vào. People love, people love, 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 love. People love, people love. Ở đây cuối là âm vờ, cho nên nó ở đây là chữ all, all, all là bắt đầu là âm a dài, all, all. Âm cuối là âm l, all. Giống như âm a mình chuyển sang âm o đó các bạn, all, all, people of all. Âm này là âm vờ, nối vào đây nó là vò, people of Đầu tiên đó, các bạn cảm thấy là nối vô nó khó khăn vô cùng đúng không? Có nghĩa là mình đâu có quen, mình đâu có quen mình nói cái cụm này, thậm chí nói cái cụm này mình còn nói sai. Bây giờ mà thử tập nối vô nữa mà những cái cách nối này đó, nó không có trong tiếng Việt cho nên nó làm mình cảm thấy khó khăn. People of all, people of all. Thì cuối cái chữ O này nó có âm L, mà ở đây nó là chữ ages, age, ages. G -g ages, ages. Cuối cùng có ms nha, ages, ages. Chữ o, all, all ages. O có chữ l nói vào chữ age, đó là all a, all ages, all ages. People of all, people of all ages. Tại sao tôi lấy cái cụm này để tôi nói là nếu như chúng ta gặp khó khăn trong vấn đề học tiếng Anh đó mà chúng ta tập kiểu này thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng. Mình cùng tập một chút nha. People of people of all people of all ages. People of all ages. People of all ages. People of people of all people of, people of people of all ages. Kể cả tôi đôi khi cũng bị vấp cũng bị lẹo lưỡi một chút nữa các bạn nhưng mà mình tập từ từ. People of all ages. Cái bắt đầu đó khi tôi tập đến đây tôi liên tưởng chữ people love tôi nói về chữ of people love vừa nói vừa hình dung chữ of nó có ơ và âm vờ of of all people of all people of all tách ra nói từ từ people of all all ages people of 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 all ages cái bắt đầu đó tôi sẽ nhẩm nhiều lần nhắm nhiều lần cho đến khi đó tôi không còn bị vấp nữa, tới lui xuôi ngược gì cũng không vấp. People of all ages, people of all ages, people of all ages, people of all ages, people of all, people of all ages, people of all ages, people of all ages. Nãy giờ các bạn thử đếm xem tôi đã làm bao nhiêu lần rồi? Mười mấy lần rồi đúng không? People of all ages, people of all ages đây cũng là cái phương pháp mà chúng ta hay nhẩm đi nhẩm lại một cụm hay là một câu hay là một đoạn văn bản gì đó các bạn để mình học thuộc lòng đúng không mà cái cách để mình tập làm sao cho nhuyễn trong ngoại ngữ đó các bạn cũng là chỗ nào vướng thì mình tách nó ra people love people love tách nó ra tập riêng nó rồi nối từ từ lại cho đến khi mình nói cả cụm nó qua luôn À, people of all ages people of all ages. Rồi, mình ngừng cái này ở đây. Tuy nhiên là các bạn đó, trong lúc nghe tôi giảng tiếp theo thì các bạn cứ nhẩm nhẩm cái cụm này nha, people of all ages, people of all ages, people of all ages. Bởi vì lát nữa đó, tôi với các bạn sẽ cùng nhau nói cái cụm này nằm trong các câu khác, thử xem coi cái hiệu quả nó như thế nào các bạn. Người ta nói rằng đó các bạn, để nói lưu loát được tiếng Anh hay là bất kỳ một ngoại ngữ nào đó thì một người chỉ cần học thuộc lòng 500 câu thôi các bạn, có nghĩa là chỉ cần 500 câu giao tiếp về cuộc sống hàng ngày là mình có thể nói được ngôn ngữ đó. Cái điều này nó hoàn toàn đúng nha các bạn, đối với nhiều ngôn ngữ khác nhau chứ không phải là chỉ riêng tiếng Anh nhưng cái định nghĩa ở đây về cái học thuộc lòng đó các bạn rất là cảm tính có nghĩa là mỗi khi mình nói đến thuộc lòng đó là nó rất cảm tính nó không có cái định lượng gì cả thì người ta chỉ học qua loa đó để trả bài cho thầy cô thôi gọi là mình đã thuộc lòng rồi các bạn nhớ mình đi học không thầy cô bắt mình về nhà phải học thuộc lòng cái đoạn đó xong cái mình về nhà đó mình đọc thuộc lòng đến nơi mình trả bài xong rồi đó thì tuần sau mình quên hết có nghĩa là cái kiểu cảm tính là thuộc lòng rồi để trả bài cho thầy cô trên lớp là tuần sau đó các bạn là mình quên hết những gì mình đã học Ngày xưa khi mình đi học chúng ta học thuộc lòng rất nhiều bài thơ, rất nhiều bài văn, sử địa vân vân Thậm chí chúng ta học thuộc lòng nguyên cả một pho truyện kiều luôn đó các bạn Nhưng bây giờ thì quên bén Ngày xưa đó tôi cũng học thuộc lòng rất nhiều bài Nhưng bây giờ không nhớ gì cả các bạn Và tôi đoan chắc rằng các bạn những bài học thuộc lòng ngày xưa các bạn cũng không nhớ Lý do vì sao? Là vì sự cảm tính trong cái việc học thuộc lòng đó các bạn cái phương pháp học thuộc lòng đó là chúng ta vừa đọc đi đọc lại nhẩm đi nhẩm lại những cái gì mà chúng ta muốn học và trong lúc nhẩm đi nhẩm lại đó chúng ta cố nhớ thông tin để ôn thi hoặc là trả bài đó Chúng ta lấy từng đoạn trong bài viết ra, chúng ta lấy từng câu thơ ra để đọc lặp đi lặp lại. Cái người mà có trí nhớ tốt đó các bạn thì có thể sâu hơn một chục lần là có thể nhớ. Còn cái người mà có trí nhớ kém đó thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần hơn, dĩ nhiên là khó thuộc hơn. Nhưng đó là phương pháp duy nhất để học thuộc lòng cho đến thời điểm hiện tại luôn các bạn. Đối với các ngôn ngữ tượng hình như là tiếng Nhật hay là tiếng Hoa thì chúng ta không có ngại ngùng và cũng không có xa lạ gì với phương pháp học thuộc lòng bởi vì đó là lựa chọn duy nhất đúng không? Có nhiều bạn tâm sự với tôi đó là sau khi ứng dụng cái phương pháp học thuộc lòng cái kiểu này của tôi đó thì bạn ấy có thể nói tiếng Hoa, một bạn khác có thể nói tiếng Nhật trong vòng từ 3 đến 6 tháng một cách lưu loát mà đôi khi dân bản xứ không nhận ra luôn các bạn nhưng mà đối với tiếng anh thì chúng ta đối xử với tiếng anh như thế nào chúng ta bị một cái rào cản vô hình đó là lý trí của chúng ta đó nó không cho phép chúng ta học thuộc lòng bởi vì đó đôi khi học thuộc lòng các bạn lại đánh giá đó là học vẹt không biết lý do vì sao mà người ta đánh đồng học thuộc lòng là học vẹt có nghĩa là mình hiểu hết rồi và mình học thuộc lòng nó khác với cái việc là mình nhại đi nhạy lại một cái thứ gì đó mà mình không biết nó là gì nó khác chứ các bạn chính cái điều đó đó các bạn nó ngầm cản trở chúng ta trong quá trình học kết quả là ai cũng học năm 10 năm tốn rất nhiều thời gian tốn rất nhiều công sức nhưng cuối cùng không giao tiếp tiếng Anh được dù là chào hỏi đơn giản quay lại cái việc học ngoại ngữ nói chung vì sao chúng ta không thể giao tiếp được hay là cụ thể hơn đó các bạn vì sao chúng ta nghe mà không hiểu khi chúng ta muốn nói thì không thể nói ra một câu nào bởi vì chúng ta không nhớ gì trong đầu cả các bạn nó không phải là phát âm nó không phải là ngữ pháp mà nó là đầu óc trống rỗng các bạn có nghĩa là khi chúng ta muốn nói mà đầu óc trống rỗng có câu có từ gì đâu mà nói bởi vì có nhớ đâu mà mỗi khi chúng ta nghe đó là mình nghe câu từ đó nhưng mà trong đầu của mình mình không biết nó là gì mình không nhớ nó là nghĩa gì có nghĩa là đầu óc trống rỗng trong đầu chúng ta đó đôi khi chỉ toàn là công thức ngữ pháp rất cao siêu rồi kỹ thuật phát âm rất cao siêu nhưng không thuộc từ nào cả có nghĩa là không thuộc câu nào trong đầu từ nào trong đầu để mà so khớp xem coi câu mình nghe từ mình nghe có nghĩa là gì chính vì vậy mỗi khi chúng ta nghe là nghe xong đó cảm thấy quen quen có nghĩa là nhớ là cái từ này nghĩa là gì nè học rồi nè nhưng mà bây giờ không nhớ ra bởi vì đó các bạn các bạn có nhớ ra đâu mà hiểu rồi khi các bạn muốn nói cũng đâu có câu từ gì trong đầu đâu mà moi ra để nói Lúc đó đó lại lấy công thức ngữ pháp ra để cố mà lắp ghép câu từ vào nhưng mà lại không có câu nào lại không có cụm nào để mà môi ra để mà nói nữa thì lúc đó cái việc lắp ghép của các bạn cũng không được luôn. Mà dĩ nhiên đó cái việc mà mình hiểu cấu trúc ngữ pháp mà lắp ghép câu từ lại với nhau cũng không phải là cách luôn nha các bạn. Chính vì thế chúng ta cần phải học thuộc lòng cho chúng ta có đủ cái vốn từ có đủ cái vốn cụm và đủ cái vốn câu cần thiết ở trong đầu mà câu hỏi đặt ra là học như thế nào mới đúng từ xưa đến giờ đó các bạn cái khái niệm học thuộc lòng nó luôn luôn cảm tính như lúc nãy tôi vẫn nói nếu chúng ta vẫn áp dụng cái sự cảm tính đó vào cái việc học ngoại ngữ đó thì chúng ta cũng sẽ quên như chúng ta từng quên hàng chục bài thơ bài văn sử địa vân vân mà chúng ta đã từng học thuộc lòng hồi còn đi học các bạn. Vì vậy, chúng ta phải học thuộc lòng theo phương pháp định lượng, nghĩa là chúng ta đọc tới đọc lui như cách chúng ta đã học thuộc lòng từ trước đến giờ nhưng phải đủ số lần cần thiết thật ra mà khi chúng ta cảm thấy dường như đã thuộc lòng rồi đó các bạn thì lúc đó chỉ mới là một phần mười chặng đường mà thôi các bạn hoàn toàn chưa đủ tương tự như cái cụm từ people of all ages này nè các bạn chúng ta đọc có vài lần hơn chục lần thôi là chúng ta cảm thấy nó khá là trơn tru rồi đúng không và chúng ta cảm thấy là mình thuộc lòng rồi đúng không people of all ages people of all ages tuy nhiên đó nó chưa đủ tuần sau các bạn quên rồi nhưng nếu các bạn lặp lại đủ số lần mà cái con số mà tôi chuộng nhất đó các bạn là 200 lần. Giả sử như các bạn đọc tới đọc lui cái này 200 lần thì các bạn thử tưởng tượng xem có nghĩa là mình mở miệng ra là có thể nói được ngay nó mà không bao giờ còn vấp váp nữa các bạn. Mười mấy hai mươi lần mà các bạn thấy là mình có thể nói trơn tru rồi. People of all ages, people of all ages, đúng không? Mà nếu các bạn làm hai trăm lần thử thì lúc đó các bạn cảm thấy như thế nào? Nó có nghĩa là chúng ta biến cái trạng thái tập có điều kiện có nghĩa là mỗi lần nói mỗi chú ý có nghĩa là phản xạ có điều kiện đó các bạn, mỗi lần nói chúng ta mỗi chú ý đến âm, mỗi gò từng từ một, gò từng cái mối nối một, đó là phản xạ có điều kiện. Nhưng khi chúng ta lặp lại đủ số lần, lặp lại 200 lần cho từng câu từ thì lúc đó nó chuyển sang cái trạng thái là phản xạ vô điều kiện nói tự nhiên ra là mình đã nói được câu từ đó một cách trơn tru bởi vì đó mình huấn luyện cho lưỡi răng miệng nó ăn khớp nhịp nhàng với nhau cái thông tin đó trở nên trơn tru và nó được lưu trong cái bộ nhớ tạo ra cái quán tính mà lúc đó chúng ta mở miệng là nói ra một cách tự nhiên vô điều kiện các bạn mà khi chúng ta có cái phản xạ vô điều kiện đó rồi là chúng ta có thể bật là nói ra liền không cần suy nghĩ luôn các bạn với một cái chương trình học bất kỳ thì mỗi khi mình gặp một câu một từ mà mình muốn đọc lại 200 lần đó các bạn thì lúc đó mình đọc nhẩm đúng không? Mình đọc nhẩm có khi là mình đọc lớn thành tiếng để mình có thể nghe được. Rồi người ta khuyên đó là mình phải lấy cái máy thu âm đó mình thu giọng của mình để mình nghe lại để mình kiểm tra xem giọng của mình đúng hay chưa. Nhưng với cái app kiên Kingdom đó các bạn, chỉ cần các bạn bấm mic và nó thu âm cái giọng mình lại để mình có thể nghe giọng mình trực tiếp trên đây luôn. Và mỗi lần chúng ta đọc đó các bạn nó đếm số cho mình đọc đúng hay sai và mình cần nhất ở trong cái app này là đọc 200 lần đúng nha các bạn thì khi nào mà cái máy cái hệ thống nó ghi nhận là mình đọc 200 lần đúng rồi thì thôi. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi đọc thử nè các bạn. People of all ages nó nhận diện ra chính xác hoàn toàn. Nhưng đó, đó là tôi đọc tách ra từng từ. Tôi không nối lại. Nhưng hồi nãy giờ mình tập là nối đúng không các bạn? People of all ages. People of all ages. Hồi nãy giờ các bạn tập bao nhiêu lần rồi? Nhớ là các bạn thử làm 200 lần trong lúc nghe bài giảng của tôi xem. Thử lúc đó xem coi các bạn bật ra và nói một cách tự nhiên không bị vấp hay không nha. Bây giờ tôi thử nói mà uh, lắp ghép các từ nối lại với nhau luôn nè các bạn people of all ages Các bạn thấy không? Có nghĩa là mình nói một cách mà máy nó nhận ra dễ dàng luôn đó. People of all ages, people of all ages. Thì bây giờ nè, chúng ta học cái cụm này riêng biệt nhưng á, mỗi khi chúng ta học một cụm riêng biệt đó, thì cái cụm đó, đó nguyên chính xác nguyên cái cụm đó nó được dùng trong rất nhiều câu từ khác nhau các bạn cho nên cái lợi thế khi học cụm đó là mình lắp ghép với các cái cấu trúc khác một cách dễ dàng nếu chúng ta chỉ học từ vựng đơn lẻ chúng ta không ghép được thành câu đâu chúng ta học từ vựng để lắp ghép vô chỗ nào cần từ vựng tuy nhiên á, những cái cụm này nè nó mới diễn đạt được một cái ý hoàn chỉnh và các bạn cần học một cái lượng cụm nó cũng giống y như một cái lượng từ vậy đó các bạn. Và dĩ nhiên cũng cần học một cái lượng câu ngang bằng cái lượng từ luôn thì chúng ta mới có thể giao tiếp được. Đọc thêm lần nữa nha các bạn. People of all ages. Đó các bạn thấy không? Lần nào cũng đúng mà đó mười mấy lần là tôi đã đọc nhuyễn cái cụm này rồi để tôi lấy thêm một vài ví dụ. It's been affecting people of all ages. Các bạn nghe giáo viên đọc không? People of all ages. Giáo viên cũng nối các cái câu từ lại với nhau. Đây, it's been, it's been affecting là nó có ảnh hưởng hay là nó đã làm ảnh hưởng đến nhiều người ở mọi lứa tuổi, đúng không? Thì lúc này nè, affecting people of all ages là nó dùng nguyên cái cụm mà hồi nãy mình học luôn đó các bạn. Như vậy thì ở đây thêm it's been affecting là nó đã làm ảnh hưởng từ trước đến giờ. It's been affecting như vậy thì đó, tôi đọc cái cụm it's been affecting và tôi biết đó phía sau là people of all ages. It's been affecting people of all ages. It's been affecting people of all ages. Các bạn thấy không? Mình tập cái cụm people of all ages. Thế là mình ghép nối vô các cái câu khác vô cùng dễ dàng. Bây giờ tôi đọc thử nguyên câu này. It's been affecting people of all ages. Đó đó các bạn. Mình đọc vô máy, mỗi lần đọc được nó chấm đúng cái lần đúng cho mình Thì máy lúc này nó kiểm tra số lần giúp cho mình luôn rồi Mình chỉ yên tâm mình đọc Rồi hồi mình xem cái số lượng mình đọc được bao nhiêu miễn Sao mình đọc đủ số lần Và đó là phương pháp định lượng các bạn Mà quay lại là chúng ta học cái cụm này, chúng ta đọc được rồi Thì lúc đó đó mở miệng ra là nói liền It's been affecting people of all ages People of all ages People of all People of all ages các bạn thấy không? Mười mấy hai mươi lần càng đọc càng nhuyễn mà tưởng tượng mình đọc đến hai trăm lần thử nó như thế nào? Lấy câu khác các bạn. A lot of people of all ages are probably affected by the deadliest virus. Ờ, câu này hơi dài. Đây, a lot of people, a lot of, nó có thêm một cụm a lot of. Cái nó nối với là people of all ages. A lot of people of all ages là rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi. À, đây là cái cụm chủ từ nè các bạn Động từ to be Are probably affected To be affected Là bị lây nhiễm à, By the deadliest Deadliest virus Là cái con virus mà à, giết người Virus gây chết người Mà deadliest có nghĩa là gây chết người nhiều nhất Rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi Có lẽ đã bị lây nhiễm bởi con virus gây chết người nhiều nhất này nha các bạn như vậy thì đây cái cụm này chúng ta biết rồi people of all ages ghép với cụm đầu a lot of people of all ages a lot of people of all ages phía sau là gì are probably từ này cũng khó luôn probably probably pro probably probably are probably affected are probably affected by the deadliest virus By the deadliest virus Rồi, để tôi xem coi A lot of people of all ages cái cụm mà mình mới đọc lúc nãy bây giờ đọc dễ dàng vô cùng luôn không cần không cần suy nghĩ luôn nhìn thấy là biết đọc a lot of people of all ages a lot of people of all ages a lot of people of all ages các bạn thế nào các bạn đã nhuyễn như thế chưa nếu chưa nhuyễn đọc thêm nhiều lần nữa nha a lot of people of all ages are probably affected by the deadliest virus. Tôi đọc thử nha. A lot of people of all ages are probably affected by the deadliest virus. Các bạn thấy không chính xác hoàn toàn. Bởi vì sao mà tôi có thể đọc nhuyễn như thế khi chỉ mới thấy câu này lần đầu, chưa đọc lần nào nè các bạn, đây là một lần đầu tiên. Thì đó, tại sao cái cụm a lot of này nó nằm trong đầu tôi rồi cái cụm people of all ages mới thực tập hồi nãy đúng không? Rồi, cái tôi nhìn đây to be to be probably affected to be affected là bị nhiễm mà affected thì phải có by by cái gì đó by the deadliest virus tôi nhớ by the deadliest virus thế là đó tôi nhớ luôn cái cụm này a lot of people of all ages are probably affected by the deadliest virus đó các bạn Yeah, có nghĩa là tôi nhớ từng khúc này ở trong đầu rồi cái này tôi biết rồi tôi đã lặp lại rất nhiều lần ở đây tôi cũng lặp lại rất nhiều lần đây cũng rất nhiều lần ở đây hồi nãy mười mấy hai mươi lần thì như vậy đó mỗi cái đó nó có sẵn trong đầu hết rồi bây giờ tôi nhìn thấy cái này tôi ghép lại rất nhanh rất nhanh các bạn mỗi khi tôi muốn nói đó mỗi cái như vậy tôi bốc ra rất nhanh bởi vì mỗi cái nó có sẵn a lot of people of all ages are probably affected by the deadliest virus đó các bạn thấy không như vậy đó là đọc lại cho đủ số lần để nói ra đó nó trở thành phản xạ vô điều kiện không cần suy nghĩ không cần gò mình cũng có thể nói được các bạn đến đây thì chúng ta suy ngẫm cái này chút xíu nếu chúng ta gặp một từ hay là một câu mới đó các bạn mà nếu chúng ta chỉ cần đọc vài lần để cho máy đó chỉnh cái lỗi phát âm giúp cho mình, có nghĩa là lần này đọc nó chấm cho mình 75% đúng lỗi phát âm, lần sau cái cải thiện hơn lên 78%, lần sau lên 85%, lần thứ tư cái nó chỉ cho mình chỗ này sai chỗ kia sai thế là chúng ta gò thêm một lần nữa cuối cùng lần thứ tư máy nó chấm cho mình lên được 90% phát âm thế là chúng ta vui mừng quá chúng ta tưởng là mình đã đạt yêu cầu rồi thế là chúng ta qua đọc câu mới thì có bốn lần như vậy đó các bạn tưởng tượng xem mình học được cái gì ở trong đầu các bạn cho nên á chính những cái cách thiết kế chương trình như vậy đó nó lừa mình có nghĩa là nó không bao giờ giúp ích cho mình được nó làm cho mình cảm thấy thỏa mãn tức thời nhưng mà sau đó đó thậm chí một tiếng đồng hồ sau là mình quên cái câu mình đã học mà nếu các bạn quên rồi thì nghe có hiểu không các bạn quên rồi muốn nói mình có bốc ra được không các bạn đó là chưa kể tuần sau hay là tháng sau hay thậm chí ba tháng sau vậy thì bao nhiêu phần trăm còn động lại trong đầu của mình các bạn đó là chưa kể nha đến lúc mình đi giao tiếp với người bản xứ đó các bạn chúng ta bị áp lực về thời gian chúng ta bị áp lực về cái cảm giác tự ti nè đến cuối cùng đó nó gây ảnh hưởng đến cái tâm lý và chúng ta không nhớ gì tại lúc đó luôn chính vì vậy đó các bạn chúng ta phải xây dựng một cái bộ nhớ cơ bắp bằng cách học thuộc lòng theo phương pháp định lượng Lúc này đó các bạn, mình đừng có học theo cảm tính nữa, mình đừng có nghĩ là mình thuộc lòng rồi thì đó là cảm tính. Có nghĩa là sau khi chúng ta học mà chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của câu từ cụm, hiểu rõ ngữ pháp của nó, hiểu rõ cách hành văn của nó rồi đó thì chúng ta bắt đầu quá trình đọc lặp lại có đếm số lần. Và số lần ở đây tôi luôn luôn khẳng định đi khẳng định lại đó là 200 lần. Một lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao tôi chọn con số như thế. Bây giờ tôi muốn lấy một ví dụ nữa về cái cách mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta học thuộc lòng như thế nào nè các bạn. Trong app Lan Kiên Đầm đó các bạn, chúng ta có hai phần học chính là luyện phản xạ theo lộ trình. Thứ hai là luyện phản xạ theo nhu cầu. Nhưng mà cái phần học theo lộ trình là các bạn là bắt buộc. Ở trong đây luyện theo lộ trình nó có hai phương pháp là luyện ghi nhớ phản xạ, thứ hai là luyện đối đáp phản xạ. Để tôi vào cái luyện ghi nhớ phản xạ lấy một ví dụ cho các bạn xem chúng ta vào đây. Rồi, để tôi lấy thử ra một bài nha các bạn. Các bạn thấy đây cái bài này á, nó tên là common sentences too có nghĩa là trong đây bao gồm những cái câu nói thông thường liên quan đến cái lĩnh vực mà chúng ta đang học ở đây đó là à, nơi chốn chẳng hạn thì các bạn thấy ở đây là trong đây có 1, 2, 3 tổng cộng là 7 câu Tổng cộng là 7 câu như thế này đó thì từng câu đó các bạn là nó có bài giảng, có nghĩa là các bạn cần phải hiểu rõ cái câu trước bằng cách bấm nghe bài giảng. Còn nếu mà chỗ nào mà chưa có bài nghe đó các bạn, các bạn bấm xem bài giảng để đọc cái bài giảng giáo viên giảng cái câu này có nghĩa là gì. Các bạn bấm nghe bài giảng thử. Tính từ safe có nghĩa là an toàn mà a safe place là một nơi an toàn mà cái câu này dùng ở thể phủ định this isn't nơi này không phải this isn't a safe place nơi này không phải là một nơi ăn. Rồi đó các bạn cái bài giảng nó dài hơn nha. Nếu các bạn không muốn nghe âm thanh hoặc là cái điều kiện môi trường các bạn không cho phép nghe âm thanh, các bạn bấm xem bài giảng thì trong cái bài giảng này giáo viên cũng sẽ giải thích các cái cách dùng từ ngữ pháp như thế nào ở trong cái câu này khi các bạn hiểu hết rồi đó thì lúc đó đó các bạn mới bắt đầu tập thậm chí là các bạn tách từng từ ra để các bạn luyện phát âm riêng cũng được bằng cách bấm vào từng từ ha ở đây tôi không muốn đi vào chi tiết tuy nhiên đó khi các bạn gặp cái câu hiểu rõ xong rồi thì lúc này nè mình mới bắt đầu nhẩm this isn't a safe place this isn't a safe place this isn't a safe safe place safe place This isn't a safe place mình nhắm vừa nhắm vừa hiểu cái câu đó có nghĩa là làm sao đó để mình nói câu cái câu này cái bắt đầu mình liên tưởng ra cái ngữ cảnh mà tại đó đó mình nói với một người bạn của mình This isn't a safe place mình vừa nói vừa liên tưởng nha, để mình hiểu cái ngữ cảnh, mình hiểu ý nghĩa của nó, nghĩa tiếng Việt của nó mà mình phải nhẩm cho kỹ nha các bạn. This isn't a safe place. Vừa nhẩm vừa nhớ cái câu đó trong đầu rồi thì lúc này mới dùng cái chức năng để đọc nè các bạn. This isn't a safe place. Thì lúc đó đó mình đọc giống như là mình nói lại vậy đó các bạn. This isn't a safe place. This isn't a safe place. This isn't a safe place. Tôi được hai lần nè các bạn, có nghĩa là mỗi lần đọc đúng á thì nó chấm cho mình một lần đúng, mỗi lần mình đọc sai đó thì nó báo đỏ dưới đây nó cũng đếm số lần sai luôn. Có nghĩa là các bạn làm sao đó đọc đúng 200 lần thì đó nó sẽ theo phương pháp các bạn ha. Thì có nghĩa là mình đọc câu này rồi mình xuống mình đọc câu thứ hai, mình đọc câu thứ ba, vân vân cho đến khi đó mình đọc hết tất cả các câu mình quay lại mình đọc lần thứ hai, mình quay lại lần thứ ba như thế cũng được các bạn. Mình không cần phải đọc một câu liên tục 200 lần nha các bạn mà đọc mỗi lần như vậy đó mình đọc khoảng chừng 10 lần 20 lần cho một câu thôi rồi mình đọc câu thứ hai rồi mình đọc câu thứ ba tuy nhiên đó các bạn trong lan kiên đầm đó nó cho phép mình dùng một cái cách thức khác để chúng ta có thể học thuộc lòng nó hay hơn nhiều các bạn thấy nè luyện ghi nhớ phản xạ các bạn bấm vào đây nha, cái chức năng chính của cái phần này là luyện ghi nhớ phản xạ ghi nhớ làm sao là luyện học thuộc lòng chúng ta có một phần luyện đối đáp phản xạ nữa là chúng ta luyện nói có nghĩa là ông thầy máy nói một câu mình trả lời một câu là cái câu trả lời của cái câu đó còn cái này là học thuộc lòng và nó hiện câu tiếng việt lên nó phát âm thanh câu tiếng việt mình nghe câu tiếng việt mình trả bài câu tiếng anh nó giống như là chúng ta học thuộc lòng để trả bài đó các bạn mà ở đây chúng ta trả bài với máy để khỏi kêu ai gạo bài cho mình hết á khỏi kêu ai dò bài hết á mất công chỉ cần cầm cái điện thoại là mình có thể dò bài được rồi. Các bạn thấy câu đầu tiên, đây không phải là một nơi an toàn. Câu hồi nãy đó, this isn't a safe place. Thì các bạn thấy câu tiếng Anh ở đây luôn, mình thấy luôn nha. Mình thấy luôn để mình đọc. This isn't a safe place. Đó ha, rồi mình qua câu tiếp theo. Nó rộng khoảng 2 mét nó rộng khoảng 2 mét thế thì câu tiếng Anh là it's about là khoảng đúng không mình vừa nhắm nè it's about it's about it's about two meters meters có s two meters wide it's about two meters wide mình nhắm nhắm như thế cho đến khi mình cảm thấy là mình thuộc lòng rồi thuộc lòng rồi chỉ là một công đoạn đầu thôi các bạn mình còn đếm đủ số lần đúng không it's about two meters wide bây giờ mình bắt đầu đọc thử It's about 2 meters wide. Đó, đúng ha. Cái mình chuyển sang câu thứ ba. Nơi này thì rất dơ bẩn. Nơi này thì rất dơ bẩn. Nơi này, this place is very dirty. Rất dơ bẩn, very dirty. This place is very dirty. This place is very dirty. Ha, có nghĩa là ở đây là cái chương trình của mình á, là nó giúp cho mình luyện tập ở hồi nãy giờ mình chọn là luyện tập thủ công bây giờ mình bấm luyện tự động nè các bạn nơi này thì rất dơ bẩn this place is very dirty luyện tự động là không đụng tay luôn cái nhà hàng đó thì quá mắc cái nhà hàng đó thì quá mắc the restaurant is too expensive ăn ở đây không rẻ ăn ở đây không rẻ. It's not cheap to eat here. Rồi, tại vì tôi nói thêm tiếng Việt vào. Nơi này thì rất bừa bãi. This place is so messy. Ở đây ban đêm rất tĩnh lặng. It's so quiet here at night. Rồi nó giúp mình tự động lặp lại luôn các bạn đây không phải là một nơi an toàn. Nó tự động bật mic lên. This isn't a safe place. Nó rộng khoảng 2 mét. It's about 2 meters wide. Có nghĩa là nó cứ chạy tới chạy lui như vậy đó các bạn, mỗi lần chúng ta đọc đúng thì nó cho chấm điểm cho chúng ta cái câu đó, chúng ta được thêm một lần đúng nữa. Các bạn cứ cho cái này nó chạy tự động hết lượt xong cái nó quay lại chạy tự động hết xong nó quay lại. Có nghĩa là mỗi lần đọc đúng thì coi như câu này mình đã lặp lại một lần. Nhưng cái chức năng này nó còn hay nữa đó các bạn là mình nghe được cái âm thanh tiếng Việt rồi lúc đó đó là mình lại map cái thông tin câu tiếng Anh với cái câu tiếng Việt đó luôn. Nhưng cái câu đó đó trước đó mình đã nhẩm mười mấy lần để mình á map với lại cái ngữ cảnh mà mình sử dụng cái câu này rồi. Có nghĩa là từ ngữ cảnh mình cũng có thể nghĩ ra được câu này và từ cái nghĩa tiếng Việt của nó mình cũng có thể nghĩ ra được cái câu này cho đến khi như thế rồi, mình mới đọc 200 lần nha các bạn. Nếu chúng ta đó chọn cái cách này để đọc luyện tự động là hay nhất. Còn nếu không đó, thì gặp một câu chúng ta bấm microphone xong chúng ta đọc là được một lần, bấm lần hai được lần hai, bấm lần ba được lần ba thì đó kiểu nào cũng được. Tuy nhiên đó là tôi khuyên các bạn nên dùng cái chức năng luyện tự động này. Hãy tải app kiên Kingdom ngay hoặc là truy cập web landkingdom.com để trải nghiệm 7 ngày miễn phí full giáo trình các bạn nha. Đến đây thì chúng ta hỏi vì sao lại là 200 lần? Nó như thế này các bạn, đôi khi các bạn đi trên đường đó, mỗi sáng chúng ta đi làm, mỗi chiều chúng ta đi về đó, trên đường đi đôi khi chúng ta gặp một cái cửa tiệm nào đó mà nó có bán cái món đồ mình yêu thích, tuy nhiên mình không tiện ghé, mình cố gắng mình ghi nhớ để cái hôm nào đó mình có thể ghé lại cái tiệm đó mình mua, coi như đó là cái tiệm yêu thích đúng không? Rồi mình về đó, 2 3 ngày sau mình vẫn nhớ, tuy nhiên đó các bạn tuần sau thế là mình quên bén cái tiệm đó ở đâu nếu như cái tiệm đó đó mà nó tạo ra cái ấn tượng gì đó thì mình sẽ nhớ lâu hơn có nghĩa là khi mình phát hiện gặp một lần đó các bạn thì cái khoảng thời gian mình nhớ đó đôi khi từ sáng tới chiều mình quên có người nhớ tốt hơn thì tuần sau mới quên nhưng mà đó nếu trước khi mình quên đó các bạn mà mình gặp nó lại thêm một lần nữa và cái lần gặp đó đó mình cố gắng ghi nhớ thông tin của nó có nghĩa là mình lặp đi lặp lại trong đầu của mình đó cái tiệm này nằm ở đây nằm trên đường này mình nhắm nhắm trong đầu của mình thì lúc đó đó là cái thời gian để mình nhớ cái đó đó các bạn có khi là nó tăng lên gấp vài lần có nghĩa là trước khi mình quên mà mình lặp lại thêm một lần nữa, một lần nữa ý là trong cái lần đó đó mình phải nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần nữa thì cái nhớ của mình đó các bạn nó có thể kéo dài khoảng 10 lần của cái lần mình nhớ này. Có nghĩa là mỗi lần như vậy đó là cái cái sự nhớ của mình nó cái thời gian nhớ của mình nó lại tăng lên thêm nhiều lần nữa các bạn. Mà nếu như các bạn cố gắng lặp lại nhiều lần thì coi như đó nó sẽ tăng theo cấp số nhân và nếu các bạn lặp lại một số lần nhất định nào đó đó đôi khi mình nhớ lâu dài. Có nghĩa là nó đưa thông tin vào trung hạn hoặc là dài hạn mà cái gì đưa vào dài hạn rồi các bạn sẽ nhớ trọn đời. Mà trung hạn có nghĩa là đôi khi vài năm sau mà không lặp lại đó, mình sẽ quên dài hạn là mình nhớ mãi. Thì cái con số 200 lần lặp đó các bạn, là tôi muốn đó, là các bạn lặp từ 10 đến 20 lần. 20 lần có nghĩa là lặp 10 lần là đủ 200 lần. Có nghĩa là mỗi khi mà các bạn lặp đó là mình đã nhẩm nhẩm trong đầu đúng không? Cái bắt đầu mình đọc để cho mấy chấm 20 lần đúng. 20 lần đúng đó, đó thì thông tin nó mỗi một lần các bạn lặp lại là nó double thời gian nhớ lên thì các bạn đọc 20 lần đó đó là, là lần đầu tiên đó có thể là các bạn nhớ trong khoảng 10 ngày hay là nửa tháng mà nếu lần sau đó các bạn lặp lại thêm 10 đến 20 lần nữa thì có khi các bạn nhớ đến 3 tháng cho cái câu đó mà nếu như các bạn lặp thêm một lần nữa thời gian nhớ của bạn nó lại kéo dài lên các bạn làm 10 lần như vậy đó thời gian nhớ của các bạn có thể như nhớ một vài năm các bạn. Nhớ một vài năm nha, chứ không phải là nhớ mãi mãi đâu. Bởi vì đôi khi mà mình nói tiếng Việt đó các bạn bỏ lâu ngày mà mình không nói chuyện với nhiều người, không nói chuyện trước công chúng đó, mỗi khi mình nói lại nó vấp váp dữ lắm. Có nghĩa là các bạn liên tưởng là người Việt ở nước ngoài đó, Việt Kiều đó các bạn ở lâu ở nước ngoài xong cái bắt đầu ít nói tiếng Việt đó những người đó mà mỗi khi nói lại tiếng việt các bạn thấy đó họ quên rất nhiều từ họ chêm vào những cái từ bằng tiếng anh bởi vì quên cái từ tiếng việt trong lúc đó nó sử dụng là gì rồi tiếng việt mà mình còn quên nữa đó các bạn nói chi là tiếng anh như vậy thì cái sự lặp lại này nữa các bạn là mỗi lần lặp lại đó nó tương đương với một lần mình đi giao tiếp giống như mình mong ước là có một môi trường nơi đó mình gặp bạn bè nước ngoài mình đi để mình giao tiếp giao tiếp là sao là để được nói cái câu cái từ nào mà mình muốn học đó để nó lặp lại tuy nhiên mình đi giao tiếp không ai nói cái từ mà mình học câu mình học hết trơn á người ta toàn là nói những thông tin mới cuối cùng rồi đó lợi ích không có bao nhiêu nhưng mà lặp lại thì không có tuy nhiên nếu các bạn ngồi ở nhà mà các bạn lặp mỗi một lần lặp là nó tương đương với một lần đi giao tiếp mà các bạn lặp đi lặp lại 200 lần nó tương đương với 200 lần bạn đi giao tiếp mà nếu các bạn chia nhỏ nó ra mỗi lần từ 10 đến 20 lần, như vậy thì cái hiệu quả của nó tăng cao hơn nhiều so với cái việc mà các bạn ngồi một chỗ đọc liền một lúc 200 lần. Vậy thì cái việc đó mà kể từ lúc các bạn nhẩm nhẩm để các bạn nhớ trong đầu rồi đó rồi các bạn đọc lại để mấy nó đếm số lần đúng cho các bạn đó thì gọi là phương pháp định lượng có nghĩa là đọc đủ số lần chứ không phải là nhớ cảm tính tại vì tôi khuyên các bạn là gặp một câu một từ là mình nhẩm nhẩm trong đầu là cái quá trình nhẩm nhẩm đó đó các bạn là quá trình học thuộc lòng mà nếu như vậy thì đâu có đủ như vậy mới là dạo đầu thôi. Các bạn nhẩm nhẩm để thuộc lòng trong đầu rồi. Mục đích học thuộc lòng là để bắt đầu quá trình đếm định lượng các bạn. Nha. Cho nên là phương pháp định lượng là phương pháp đo được bằng con số Các bạn nhẩm nhẩm mười mấy lần nhớ rồi Tuy nhiên các bạn phải làm đến 200 lần nữa Thì thông tin nó mới ghi sâu vào bộ nhớ dài hạn nha các bạn thì quay lại đó các bạn đọc cái câu này bằng phương pháp luyện tự động có nghĩa là lặp đi lặp lại nó lặp đi lặp lại liên tục để câu nào đó các bạn cũng dập lại mà mỗi lần đó là các bạn ghi nhớ nó từ từ tiếng Việt của mình, từ tiếng mẹ đẻ. Thứ hai là các bạn vừa đọc vừa liên tưởng đến ngữ cảnh sử dụng, có nghĩa là nó mát luôn với lại cái ngữ cảnh mình sử dụng cái đó. Là nói cái câu đó là mình biết nó đang sử dụng ở đâu. Nói cái câu đó biết nghĩa tiếng Việt là gì. Như vậy thì là lặp lại cái câu theo phương pháp định lượng. Còn cái tiếp theo là các bạn là thi ghi nhớ 7 giây. 7 giây cũng là định lượng các bạn. Là tại sao? nếu như đó nếu như mà các bạn đi thi đó các bắt đầu giáo viên đặt một câu cái cho các bạn thời gian suy nghĩ để các bạn thuyết trình thì lúc đó chẳng qua là thi thôi còn cái việc đối đáp qua lại đó đối đáp qua lại đó nó mới đòi hỏi cái kỹ năng mà các bạn phải phản xạ ngay mà kỹ mà cái thời gian để các bạn phản xạ đó là trong vòng mấy giây thôi trong vòng mấy giây mà các bạn nghe không hiểu để mà nói lại được thì lúc đó xem như các bạn nói không được. Như vậy thì định lượng ở đây là định lượng 7 giây. Các bạn phải nói trong vòng 7 giây, các bạn nghe hiểu được trong vòng 7 giây. Như vậy thì các bạn đọc câu này 200 lần rồi đúng không? Rồi các bạn biết nghĩa tiếng Việt nó là gì rồi đúng không? Bắt đầu các bạn bấm thi ghi nhớ 7 giây theo phương pháp định lượng nha. Thì ghi nhớ 7 giây này nha. Rồi bắt đầu tôi bắt đầu ngay. Ở đây ban đêm rất tĩnh lặng. Câu này nãy chưa học mà mình có 7 giây thôi đó các bạn. It's so quiet here at night. Rồi, tôi nhớ chính xác luôn. It's so quiet here at night. Tại vì sao? Trời cái câu này quá dễ đối với tôi rồi. Câu này nó nằm trong đầu tôi rồi. Rất tĩnh lặng là so quiet hoặc là very quiet. It's so quiet. Mà ở đây it's so quiet here này Nó nằm trong đầu rồi Có nghĩa là mấy cái này tôi thi rất dễ Nhưng mà các bạn phải nói chính xác cái này Bởi vì trả bài mà Cái bắt đầu đó 7 giây cho câu đầu tiên đúng không Nơi này thì rất bừa bãi This place is so messy This place is so messy. Đó các bạn trả lời nó đếm ngược trong vòng 7 giây trong vòng 7 giây mà các bạn trả lời không thành công hoặc là trả lời sai thì lúc đó đó xem như các bạn rớt các bạn có hai lần sai rớt hết hai tim này các bạn thua là phải thi lại thi lại cho đến khi nào qua cái này rồi thì mới được tính một bài nha các bạn ha là đã coi như đã thi xong cái nhà hàng đó thì quá mắc that restaurant is very expensive That restaurant is very expensive. Yeah. That hoặc là the gì cũng được các bạn. Nó thông minh, nó nhận ra. The restaurant is too expensive. Rồi. Có nghĩa là đó các bạn phải trả bài trong vòng 7 giây thì cái trả bài này nó cũng là định lượng luôn các bạn nha, cho nên là đọc số câu đủ 200 lần cho mỗi câu là phương pháp định lượng, trả bài này trong vòng 7 giây cũng là phương pháp định lượng, hoặc là đó, trong cái phần mà luyện đối đáp phản xạ đó, giáo viên nói một câu mình phải trả lời một câu trong vòng 7 giây thì đó cũng là định lượng các bạn. Đến đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái thử thách mà Lang Kingdom đặt ra các bạn thấy là unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 có nghĩa là mình liệt kê trong đây nè các bạn mấy chục unit rồi mấy chục bài học rồi. Nhưng mà trong vòng 7 ngày đó một user mới có nghĩa là khi các bạn tạo tài khoản mới đó, bạn có thể chấp nhận cái thử thách trong vòng 7 ngày mà các bạn thi toàn bộ các cái bài thi, ví dụ như là ở trong đây đi, nó có hai cái chủ đề À, và một bài thi nghe một bài thi à, phản xạ cuối, cuối của cái unit mà trong đây là các bạn mỗi chủ đề như vậy đó nó có trong đây là một hai ba bốn năm sáu bảy rồi cái bài kiểm tra cuối chủ đề rồi ở dưới đây chủ đề tiếp theo cũng vậy mà mỗi cái bài như thế này nó có cái bài thi ghi nhớ phản xạ giống như là tôi mới vừa thi vừa rồi đó các bạn thì trong vòng 7 ngày mà các bạn thi tất cả các cái bài thi phản xạ của bốn cái unit bất kỳ các bạn thi xong các bài thi phản xạ đó được có nghĩa là các bạn học thuộc lòng và trả bài bốn unit này được thì các bạn được lan kiên đầm tặng 6 tháng học miễn phí là không đòi hỏi thêm bất kỳ chi phí nào. Nếu các bạn chấp nhận thử thách, các bạn học 4 unit đầu tiên và thi đầy đủ các bài thi phản xạ là xem như các bạn được tặng 6 tháng học miễn phí nha các bạn. Trong cái phần luyện phản xạ theo lộ trình này nè các bạn thì Lan Kiên Đầm dự kiến thiết kế cho hai cái mục luyện ghi nhớ phản xạ và luyện đối đáp phản xạ này nó bao gồm từ 15 cho đến 30 ngàn 15.000 cho đến 30.000 trong đó bao gồm từ cụm và câu. Nếu chia đều cho mỗi phần đó các bạn thì lúc này đó đôi khi các bạn lên đến 5.000 từ, 5.000 cụm và 5.000 câu. Nếu chúng ta tính con số thấp nhất là từ 15 đến 30.000 nha các bạn. Và đó các bạn học theo phương pháp ghi nhớ phản xạ, có nghĩa là các bạn phải học thuộc lòng trả bài cho toàn bộ cái đó mà mỗi cái trong vòng 7 giây và các bạn phải học theo phương pháp đọc mỗi câu mỗi từ mỗi cụm đều là 200 lần đúng là mới xong nha các bạn rồi phương pháp đối đáp phản xạ là nơi đó đó các bạn đối đáp với giáo viên trong máy giáo viên nói một câu mình nói câu giáo viên nói câu a mình nói câu b rồi giáo viên nói câu b mình nói câu a mình tập làm sao cho nhừng nhuyễn và đến lúc đó đó nó cũng đo lường phản xạ là các bạn phải nói cái đó trong vòng 7 giây nha các bạn thì hai cái phần học trong cái phần luyện phản xạ theo lộ trình là hai phần bắt buộc nha các bạn bắt buộc để cuối cùng các bạn đạt cái số lượng là 15.000 đến 30.000 câu từ cụm tiếp theo là Lan Kiên Đầm đó các bạn dùng cái hệ thống danh hiệu để đánh giá người học các bạn thấy ở đây có nhiều người học đó đối với các bài thi phản xạ đó, có người đã thi được 1171 bài thi phản xạ, người thứ hai 735, người thứ ba là 567 bài thi phản xạ rồi. Có nghĩa là số lượng các cái bài thi phản xạ mà mỗi bài này đó là người ta đều nói được tất cả các câu đó trong vòng 7 giây mà các bạn nhân lên con số đi. Ví dụ lấy 735 mà các bạn nhân với mỗi bài nó khoảng chừng 10 câu từ đi thì 735 mà nhân 10 có phải là đã khoảng hơn 7000 câu từ cụm rồi không các bạn? Có nghĩa là mỗi câu từ cụm phải nói được trong vòng 7 giây hết, đó là chưa kể đó, các bạn thấy nè. Các bạn thấy nè, là ở đây đó là cái người mà đọc cái số câu 200 lần đó, đọc số câu 200 lần nhiều nhất là 5069 câu. 526, 5069 câu mà mỗi câu đọc 200 lần. Thì các bạn hình dung xem khi các bạn đạt được cái này, các bạn nói được tiếng Anh không? Có nghĩa là mỗi câu đều đọc 200 lần mà ở dưới đây đó là các bạn thi mà nói ra được mỗi câu trong vòng 7 giây. Ở đây 200 lần. Cái người thứ nhì là 1871 câu. Mỗi câu cũng đọc 200 lần và các bạn thấy nè. À, thì Lan Kiên Đầm đó các bạn dùng cái hệ thống danh hiệu các bạn xem này nha. Hệ thống danh hiệu. Đây hệ thống danh hiệu các bạn thấy đó là danh hiệu thấp nhất là nam tước à, tử tước bá tước hầu tước công tước rồi đến đó, hoàng tử à, vua hoàng hậu nè các bạn để tôi phóng lớn lên cho các bạn xem các bạn thấy cái danh hiệu cao nhất đó, là vua và nữ hoàng thì cái để đạt được cái danh hiệu vua nữ hoàng này là các bạn là các bạn phải đạt được cấp độ 10 và 360 ngày học liên tục lát nữa tôi giải thích cái này và các bạn thấy dưới đây nè 2.000 bài thi phản xạ 2.000 bài thi phản xạ các bạn thấy hồi nãy là có người đạt hơn 1.000 mấy bài thi rồi nếu mà 2.000 bài thi phản xạ thì coi như là đủ điều kiện cho cái bài thi phản xạ của cái danh hiệu này vua và nữ hoàng ở đây nó còn yêu cầu thêm đó là chúng ta phải đạt được 10.000 câu đọc đúng 200 lần. 10.000 câu đọc đúng 200 lần. Và cái danh hiệu kế tiếp là các bạn là hoàng tử và công chúa. Lúc này nó yêu cầu đó là 1.000 bài thi phản xạ. Cái này 2.000 nhưng mà ở trên này 1.000 bài thôi rồi đó 5.000 câu đọc đúng trên 200 lần nha các bạn hoàng tử công chúa thì đọc đúng 5.000 câu có người đó đạt danh hiệu hoàng tử công chúa bằng cách đọc 5.000 câu rồi đó các bạn ha thì ở đây nè Tại vì nó tên là Land Kingdom là Kingdom đó các bạn là vương quốc ngôn ngữ cho nên là chúng tôi lấy các cái tước hiệu của các cái uh, hoàng gia mà thời Trung Cổ đó các bạn Là công hầu bá tử nam đó là công tước là cao nhất nè hầu tước bá tước tử tước nam tước để đạt được cái danh hiệu thấp nhất đó chỉ cần thi 20 bài thi phản xạ nhanh là được rồi 20 bài thi phản xạ và đọc 20 câu, mỗi câu đúng 200 lần là các bạn đạt được danh hiệu nam tước đầu tiên. Ở đây đó, tử tước từ 20 câu các bạn phải tăng lên đó, à, là 50 câu, đọc đúng 200 lần. Rồi bài thi từ 20 bài các bạn phải thi 50 bài, ha, từ 20 là lên 30 nữa là 50. Từ tử tước mà các bạn lên bá tước đó, thì thay vì 50 bài thi phản xạ nhanh thì các bạn phải thi 100, 50 lên 100 và 50 câu đọc đúng 200 lần thì các bạn phải đọc 200 câu, từ 50 lên 200 các bạn. Cho nên mỗi một cấp bậc như thế này nè là nó cách xa nhau lắm, một người là tử tước, một người là bá tước thì người làm bá tước hơn hẳn. Thì cái yêu cầu đó các bạn là một người phải nằm lòng 500 câu giao tiếp hàng ngày thì mình sẽ giao tiếp được một ngôn ngữ bất kỳ. Các bạn phải đạt đúng cái cấp độ tiếp theo là hầu tước. Tại đó các bạn yêu cầu phải đọc 500 câu, đọc đúng 200 lần. 500 câu cộng với 200 bài thi phản xạ. Như vậy thì từ cái cấp độ bá tước là 200 câu, nó nhảy lên đến 500 câu lần các bạn. Cho nên hầu tước hơn hẳn bá tước nha các bạn. Rồi để hầu tước mà lên công tước đó các bạn từ 500 câu phải lên 2.000 câu đọc đúng 200 lần Ở đây là giao tiếp được rồi nè Thì các bạn tưởng tượng công tước sẽ giao tiếp được thế nào nữa Và công tước đòi hỏi phải 500 bài thi phản xạ lẫn các bạn Rồi từ công tước đó mà lên hoàng tử đó Thì từ 2.000 câu các bạn lên mức 5.000 câu Những con số nó vô cùng cách biệt các bạn Ở đây 500 câu, ở đây là 2.000 câu 500, 2.000, ở đây là 5.000 từ 2.000, 5.000 nó tăng lên 3.000 câu nữa cho nên ai đó là hoàng tử hoặc công chúa thì hơn hẳn công tước các bạn hơn hẳn công tước mà đi đến đây nó gấp 10 lần bình thường các bạn gấp 10 lần cái khả năng ăn nói bình thường khi các bạn đạt cấp độ này, tôi tin chắc là các bạn nói lưu loát rồi. Bởi vì nó yêu cầu thêm là 1.000 bài thi phản xạ lần các bạn. 1.000 bài thi phản xạ, mỗi câu có ít nhất là 10 câu từ. 1.000 bài mà nhân 10 như vậy đó là 10.000 rồi. 10.000 có thể nói được trong vòng 7 giây. Thì các bạn tưởng tượng coi như thế nào. Mà đó là chưa kể, các bạn phải đọc 5.000 câu đúng 200 lần nữa. Rồi đó từ 1.000 bài thi nó lên 2.000 bài thi cho cái vị trí vua và hoàng hậu à, Nữ hoàng ha Từ 5.000 câu nó lên đến 10.000 câu các bạn phải đọc đúng 200 lần Thì cái hệ thống danh hiệu này đó các bạn Nó là một hệ thống đo lường các bạn Đo lường theo phương pháp định lượng Nếu các bạn đọc câu mà đủ 200 lần Là bạn xây dựng được cái bộ nhớ cơ bắp cho câu hoặc là từ mà bạn đã lặp lại đó Nếu bộ nhớ cơ bắp của các bạn mà có đủ số câu cần thiết để giao tiếp và sẵn sàng để bật ra ngay đó thì lúc đó bạn có thể nghe là hiểu ngay mở miệng nói liền không cần suy nghĩ mà vẫn không bị sai lầm luôn các bạn bởi vì mỗi câu mình học mình đều liên tưởng đến ngữ cảnh sử dụng và hiểu được cái nghĩa tiếng việt của nó nghĩ nghĩ đến nghĩa tiếng Việt mình cũng lấy câu ra được nghĩ đến cái ngữ cảnh mình cũng có thể lấy câu ra được như vậy thì dựa vào hệ thống danh hiệu này nó như là một nấc thang đo lường vậy đó các bạn nấc thang đo lường này nó cho mình biết là mình đang ở cái mức độ nào của cái bộ nhớ cơ bắp với cái bộ nhớ cơ bắp như thế nói không cần suy nghĩ như thế mọi câu từ đều có thể nhớ và nói ra trong vòng vài giây như thế và các bạn nhớ được một cái lượng câu từ khổng lồ như thế thì đảm bảo rằng 99.99% .99 là các bạn có thể nghe nói được tiếng Anh lưu loát không còn một chút khó khăn nào. Nếu các bạn mà đạt được cái vị trí từ hoàng tử công chúa trở lên đó các bạn thì lúc đó đó cái lượng kiến thức của các bạn tương đương với một người lớn trưởng thành rồi đó các bạn nó không còn là mình là mình bập bẹ nữa người ta nói mình không còn phân vân suy nghĩ nữa mọi cái đều là cơ bắp phản xạ vô điều kiện bật là có thể nói ra ngay tuy nó còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố nữa có nghĩa là bạn có môi trường để lặp lại thường xuyên hay không nếu các bạn không có môi trường thì nên sử dụng cái app này để lặp lại thường xuyên đủ số lần đủ số lần rồi mà mình vẫn chưa có cơ hội để thực tập đó các bạn thì lúc này tiếp tục dùng cái app để lặp lại thêm nhiều lần nữa, xem như đó là mình mỗi một lần thực tập, mỗi một lần đọc để máy chấm là mình có cơ hội để lặp lại câu từ đó mà không bị quên. Thì đó, khi các bạn có đủ cái số lượng như thế này thì xem như là mình đã hòa nhập vào cái thế giới những người nói tiếng anh được rồi các bạn lúc đó mình chắc chắn là công dân toàn cầu bỏ ở đâu cũng được có nghĩa là mình không sợ không tự ti không ngại ngùng nữa cái hệ thống danh hiệu này đó các bạn nó đặc biệt giúp ích khi chúng ta cho con em mình theo học thông thường đó khi chúng ta cho con em theo học ở các trung tâm ngoại ngữ đó các bạn thì chúng ta hoàn toàn không thể kiểm tra là con em mình đã giỏi hay chưa hay là giỏi đến đâu lâu lâu mình nghe chúng nói một vài từ một vài câu xong cái mình nghĩ là à chắc là nó có tiến bộ nhưng cái đó là cảm tính các bạn nhưng với cái hệ thống danh hiệu như thế này nè các bạn là các bạn hoàn toàn có thể chắc chắn là con em mình đó là đã học đầy đủ cái số lượng cần thiết đã trải qua cái quá trình xây dựng cái bộ nhớ cơ bắp thành công rồi như vậy thì đó ngay cả bản thân mình tham gia học cái này hay là mình cho con em mình học cái hệ thống này đó các bạn thì cái nhiệm vụ của mình lúc này đó là khuyến khích con em mình đó làm sao để đạt được danh hiệu cao thôi để đạt được danh hiệu cao còn khi đạt được danh hiệu rồi đó thì cái chất lượng đã có lan kiên đầm đảm bảo rồi các bạn các bạn hoàn toàn yên tâm và không sợ nữa hay là ngay chính các bạn thì các bạn cũng nên dựa vào cái hệ thống danh hiệu này để đo lường cái mức độ bộ nhớ cơ bắp của mình chứ đừng có cảm tính, chứ đừng có tưởng mình học thuộc lòng rồi, chứ đừng có tưởng mình giao tiếp rồi, phải dựa vào cái danh hiệu này thì đây là cái phương pháp đo lường định lượng nó giúp cho các bạn đo lường được hàng ngày và nếu các bạn theo thì chất lượng được đảm bảo rồi các bạn nha cái app lan kiên đầm đó các bạn nó cũng khuyến khích cho chúng ta học liên tục từng ngày và khi chúng ta học liên tục đó các bạn nó có cái khái niệm là streak có nghĩa là ngày học liên tục, ngày học liên tục là ngày nào cũng học không được bỏ. Nếu các bạn bỏ một ngày là xem như nó gián đoạn, không còn liên tục nữa. thì cái streak này là các bạn để đo cái ngày học liên tục và các bạn thấy cái người này streak đó, là được 458 ngày học liên tục. có nghĩa là ngày nào cũng học không bỏ ngày nào. miễn chỉ cần một ngày mà các bạn bỏ nha, thì con số này nó sẽ reset về zero. có nghĩa là lúc đó nó sẽ xóa bỏ hết ngày học liên tục của mình, nó đếm lại từ đầu. Và khi đó cái streak của mình bị mất đó các bạn thì danh hiệu nó cũng sẽ mất luôn. Danh hiệu mất luôn có nghĩa là cái streak là một phần trong cái việc tính toán danh hiệu. Nếu các bạn học siêng năng thì danh hiệu được cấp. Còn nếu các bạn mất ngày liên tục thì danh hiệu nó bị tuột luôn. Cho nên là nó khuyến khích mình học hàng ngày các bạn. Và mỗi một ngày học đó là chúng ta chỉ cần hoàn thành cái mục tiêu thôi các bạn. Cái mục tiêu của ngày hôm nay là 70 XP xp ở đây là nó viết tắt của từ experience point là điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm đó là chúng ta có thể gặt hái được bằng cách là chúng ta đọc một câu thôi các bạn đọc đúng một câu nó cho mình điểm các bạn thấy ngôi sao nó chạy lên đó là nó cho mình điểm đọc một câu nó cũng cho điểm làm bài tập nó cũng cho điểm ha thì lúc đó đó chúng ta chỉ cần đạt mục tiêu trong ngày thôi là coi như một ngày liên tục được công nhận thì chúng ta tích lũy càng nhiều điểm kinh nghiệm này càng tốt các bạn tích lũy điểm kinh nghiệm đó lúc đó nó sẽ giúp tăng một cái khác nó gọi là tăng cái level hay là tăng cái cấp độ đó các bạn càng nhiều điểm kinh nghiệm thì level của mình càng tăng và cái level nó cũng vậy nó yêu cầu tích lũy điểm kinh nghiệm để tăng cái level lên và cái level nó cũng được đưa vào cái hệ thống chấm điểm để cấp danh hiệu nữa các bạn các bạn phải đạt level bao nhiêu thì mới được cấp danh hiệu các bạn phải giữ ngày học liên tục bao nhiêu thì mới được cấp danh hiệu level mà chưa đạt có nghĩa là số điểm kinh nghiệm tích lũy không đủ thì xem như đó là cũng chưa được cấp danh hiệu luôn vì thế nó khuyến khích chúng ta là đọc nhiều câu làm nhiều bài tập làm đi làm lại để đạt được nhiều điểm kinh nghiệm nhất có thể để tăng level Cái phương pháp thiết kế của Kiên Kingdom là kích thích cái tâm lý học tập siêng năng các bạn Và hình thành cái thói quen học tốt mỗi ngày Để từ đó, đó mình kiên trì theo đuổi mục tiêu mỗi ngày Nhằm xây dựng cái bộ nhớ cơ bắp mà nó được xác định bằng phương pháp định lượng Mà cuối cùng đó các bạn nó sẽ dẫn chúng ta đến cái trạng thái Là chúng ta nhớ nằm lòng diễn như cháu từng câu từng từ cần thiết đủ số lượng cần thiết để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy đó các bạn, chúng ta hãy học từ từ thôi. Học câu từ cụm gì thì cũng phải chậm chậm đọc cho đủ số lượng, sử dụng các cái tính năng tự động của cái app Lang Kingdom để chúng ta luyện tập tới lui xuôi ngược làm sao cho nhuần nhuyễn rồi hẳn tiếp tục học cái mới. Đừng bao giờ chạy theo cái số lượng bài học mới các bạn mà hãy luôn thực tập bài đã học câu từ đã học nhiều lần nhất có thể, nhớ nha 200 lần. Đó mới là phương pháp học đúng đắn, đó mới là phương pháp đo lường định lượng các bạn. Chúng ta ai cũng đã học rất nhiều và rất lâu rồi các bạn cũng không biết là tốn bao nhiêu tiền bạc mà vẫn không nói được tiếng Anh nếu chúng ta vẫn tiếp tục học theo phương pháp sai lầm nữa đó các bạn thì các bạn biết kết quả như thế nào rồi nói đến đây mà nếu các bạn vẫn chưa tin tưởng vào phương pháp của lan kiên đầm đó các bạn thì tôi cho các bạn thêm 6 tháng hoặc là một năm nữa để các bạn đi tìm một phương pháp nào đó khác học với một cái chương trình nào đó khác mà nếu lúc đó đó mà trình độ các bạn vẫn không giỏi các bạn vẫn không giao tiếp được tiếng anh thì lúc đó các bạn phải quay lại phải hành động học theo phương pháp định lượng của lan kiên đầm này ngay lập tức còn nếu các bạn tin tưởng ngay bây giờ thì hành động luôn ngay bây giờ khi nói về tiền đó các bạn thì cái app nào học cái gì cũng mất tiền cả. Cái gì miễn phí đó các bạn thì nó sẽ thiếu cái tính hệ thống, có nghĩa là không có ai đủ thời gian công sức để soạn thảo ra một cái cái gì đó mà nó có hệ thống từ đầu đến cuối mà người ta dạy miễn phí cả bởi vì họ còn mưu sinh nữa các bạn. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi chỉ lấy những cái gì mà khó khăn nhất trong tiếng Anh đó để tôi làm sao hướng dẫn dễ nhất cho các bạn tiếp cận. Còn những thứ mà tôi nghĩ là dễ rồi các bạn có thể tự học được rồi, nhiều giáo viên khác đã nói rồi thì tôi bỏ qua. Thì chính vì vậy đó các bạn, nó cũng không có hệ thống. Ngay cả một cái chương trình đại học ngoại ngữ 4 năm đi, làm mất của các bạn ít nhất là cả trăm triệu đồng để theo học, các bạn bỏ rất nhiều thời gian công sức để theo học, rồi cuối cùng đó các bạn tự tưởng tượng xem, ra trường vẫn không nói được tiếng Anh thì các bạn tiếc gì vài trăm nghìn đồng mỗi năm cho một app như là Lan Kiên Đầm các bạn nơi mà chắc chắn đảm bảo là các bạn học theo phương pháp định lượng này rồi là có thể nói tiếng Anh lưu loát thêm một lần cuối cùng nữa thôi các bạn. Các bạn hãy tự hỏi là nếu lần này là lần cuối cùng theo đuổi tiếng Anh và chắc chắn đạt được tiếng Anh chỉ cần học thêm lần này nữa thôi sẽ giỏi tiếng Anh thì có đáng để chúng ta đầu tư thời gian công sức và kể cả tiền bạc hay không các bạn. Bản thân chúng tôi cũng dồn hết tâm huyết vào cái việc giảng dạy tiếng Anh nhằm tìm ra một cái phương pháp học tốt nhất và xây dựng ra cái app Lan Kingdom này như một cái công cụ giúp cho các bạn học giỏi tiếng Anh bằng phương pháp định lượng học thêm một lần sau cùng nữa các bạn. Nhiệm vụ còn lại là hành động của các bạn. Tôi mong là có thể gặp tất cả các bạn tại Lan Kingdom. Hãy tải app Lan Kingdom ngay hoặc là truy cập web lankingdom.com để trải nghiệm 7 ngày miễn phí full giáo trình các bạn nha